Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn là một ngày mới thật vui vẻ. Và hiện tại thì Hải Bảo Thắng đang có mặt tại chợ ngựa Bắc Hà các bạn. Đấy, hôm nay hôm chủ nhật. Bây giờ là vào khoảng 9 rưỡi 10 giờ rồi các bạn. Buổi trưa rồi nên chợ ngựa của chúng ta cũng tan vậy rồi. Buổi sáng cũng khá là đông nhưng mà hôm nay mình đi muộn. Tiện thể qua chợ ngựa thì mình có review qua cho mọi người xem. Bình quân ấy, mỗi một phiên thì có khoảng tầm 25-30, hôm nào nhiều khoảng 50 con ngựa các bạn. Như hôm nay thì cũng khá là ít thôi. Hiện tại bây giờ là chỉ còn khoảng 15-20 con thôi. Đấy, đây là một em ngựa du lịch này các bạn này. Đấy, chú ấy đang cưỡi này. Đấy, mỗi một lần cưỡi là 30k selfie chụp ảnh các bạn. Thì được dẫn vòng vòng quanh này. Đấy. Đấy. Ở ngoài kia có một con ngựa, đây có một con. Hiện nay này có hai con ngựa du lịch đang phục vụ bà con ở đây, phục vụ khách du lịch. Thì hôm nay đi chợ chủ yếu là quay cho mọi người biết là ở trên Bắc Hà thì chợ ngựa chúng ta diễn ra vào lúc vào chủ nhật hàng tuần các bạn, sáng chủ nhật hàng tuần. Đấy, thì các bác nào muốn mua ngựa cũng như là tham khảo giá cả thì là các bạn có thể lên chợ ngựa, chợ khu vực chợ chính ấy. Và ở khu trung tâm Bắc Hà thì có chợ ngựa nhé. Thì chợ Công Ly thì cũng có, nó cũng thuộc ở Bắc Hà nhưng mà số lượng nó ít. Còn ở khu vực chợ chính, đây là chợ trung tâm luôn, thì nó rất là nhiều ngựa. Đấy, những em ngựa này nó rơi vào tầm 27, 28 hoặc là đầu 3. Đấy, những em ngựa nhỏ nhỏ như này khoảng 30 triệu, 31, 32. Mình sẽ xem có con nào to nhất này. Và hôm nay có con to nhất là rơi vào tầm 48 triệu thôi các bạn. Đây là ngựa du lịch, người ta không bán, chủ yếu là để cưỡi cho đẹp thôi các bạn. Cưỡi để khách du lịch selfie chụp ảnh thôi. Nhặt vào cho ông ấy. Lấy cháu đút hộ hai lần rồi đấy. Nhặt đút vào cho ông ấy. Không rơi đâu, nãy đút vào cho ông hai lần rồi đấy. Như con này tầm ba mấy triệu, ba bảy triệu, ba bao nhiêu, ba bảy tầm đã ra hỏi bác này. Mình đoán này, không biết nữa. Ngựa đắt thế nhỉ. Và ngựa này có giá. Thì ngựa là 400.000 một cân hơi mà đắt rẻ thôi nhỉ. Thì trâu thì tùy, có lúc thì 250-300, 37 triệu con này các bạn nhé. Đây. Ở chợ ngựa Bắc Hà các bạn này, hôm nay thì đây là khu vực chợ trâu nhé. Chợ trâu của chúng ta được di chuyển từ bên kia sang bên này các bạn nhé. Đấy. Đây là khu vực mới được di chuyển đến, mà hôm thì hay họp ở bên kia. Đấy. Ví dụ như con ngựa này các bạn, sáng mình hỏi rồi, đây này con này, đang báo giá là 48 triệu này các bạn này. Một em ngựa to nhất chợ, cao không cao nhưng mà to nhất chợ, đang báo giá là 48 triệu. Còn những cái con mà người ta du lịch kia thì nó vô vàn giá nhé. Con ngựa thuần thì nó rất là đắt, còn con nào chưa thuần thì nó rẻ, nhưng mà rẻ thì cũng phải trên 50 triệu hoặc là 60 triệu nhé các bạn nhé. Đây, mọi người đang bao vây một em ngựa đẹp. Thank you.
Trang bác này uống rượu say đấy các bạn đấy. Rồi ok mọi người nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều. Có lẽ là mình cũng xin tạm dừng ở đây, chủ yếu là mình quay sơ qua để cho mọi người nắm bắt được cái tình hình chợ gia súc của Bắc Hà hiện tại diễn ra như thế nào thôi. Còn giá cả thì mọi người phải lên trực tiếp để tham khảo cho nó chuẩn các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều.